Ok, hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer anh em nhé. Và thời gian gần đây thì mình làm clip lại thì có số anh em ủng hộ nhiệt tình, view không cao lắm nhưng mà nói thiệt anh em có view là vui rồi. Chẳng qua là mình cũng tâm huyết của mình dành cho cái game này rất là nhiều mà mình hướng dẫn anh em cũng giống như ta Diwali vậy hoặc là Dostack vậy, những game mình yêu thích ha. Thì không có mấy bạn hỏi về cái summoner thì hôm nay mình sẽ cho anh em xem một số cái summoner và trong video này mình bảo là có nên chơi summoner không và cũng như là có thể solo được không hoặc là những cái đồ summoner anh em nên chơi cũng như là chuẩn bị ở thời gian đầu ha. Ok chưa? Thì tất nhiên trong video này mình sẽ sử dụng một số mod để dễ dàng làm cho anh em xem, anh em cũng được thắc mắc nha anh em nhé. Anh em mà mắc mình làm một video trò chai hát và solo các kiểu thì mình sẽ không làm cho anh em đâu. Mình chỉ hướng dẫn về những cái kiến thức gọi là cơ bản cho anh em thôi. Ok chưa? Nhất trí với nhau vậy nhé. Rồi. Việc đầu tiên mình xin giới thiệu anh em là summoner là gì? Summoner là một hệ phái mà chúng ta sẽ triệu hồi những cái con minion ra đó, ví dụ như con rồng này nè, để làm gì? Để cho nó đánh giùm, để cho nó sẽ ra tay giùm anh em, có nghĩa là anh em giống như những người mà không muốn ra tay, sợ giơ tay á, với bẩn bàn tay của mình á, thì anh em cứ gọi nó ra và lá summon. Và hiện tại thì trong cái game này nó có khoảng hơn 25 món summon, mình đọc trong Tiki thì bảo là có 26 món summon nhất định, và mỗi món summon thì nó sẽ có một cái sức mạnh riêng và triệu hồi. Về mặt lý thuyết thì anh em thấy á, nếu mà summon á có nghĩa là anh em gọi quái ra xong anh em sẽ cứ làm sao đó anh em né chiêu là anh em có thể có sức mạnh, đúng không? Đúng không? Rồi, lý thuyết là như vậy thôi. Nhưng mà có một điểm yếu của summon đó chính là depth nó rất là thấp. Như anh em thấy ở đây depth của nó chỉ có 38 thôi. Ví dụ như khi mình so với lại đồ của Sola, đồ Sola là đồ có thể là gọi là trâu nhất, gần như trâu nhất trong game. Thì anh em có thể thấy là cùng với một cái cấp đồ thì cái Sola hoặc những cái đồ khác nó lên khoảng 50, 60. Về Sola này thì nó lên tới 78. Đúng không? Mà summon khi mà mình mặc vô thì anh em thấy là nó chỉ có tầm 38 thôi. Đó, thì điểm yếu của nó chính là depth rất là thấp. Về cái việc depth thấp này nó làm cho anh em solo bot rất là khó khăn, đặc biệt là trong cái bản vanilla này. Vanilla thì cái summon nó thứ hạn chế nhiều lắm, trừ khi anh em cài thêm cái mod level thì cái mod level nó giúp cho cái summon này nó nhiều hơn, với lại là nó bự hơn, ram to hơn, mình có thể update được chiêu thức đó thì nó sẽ rất là mạnh, đúng không? Còn khi mà anh em chơi vanilla thì chơi summon, nó thật lòng với anh em là mình cũng tham khảo nhiều lần, nhiều video cũng như là nhiều cái bạn trên quốc tế thì mình dám nói với anh em luôn là dùng cái summoner để solo là không thể anh em nhé, là không thể. Và nếu như có anh em nào đó quá rồ có thể summon và dù là anh em né kêu hay mà anh em chưa được thì mình cũng respect thôi, mình không phải là vơ lụa ca nắm, chắc chắn là vẫn sẽ có những trường hợp là anh em quá bờ rồ ha, thì thôi mình không nói đến những anh em đó nữa, mà chỉ nói về những anh em nào mới chơi hoặc là anh em mới chơi ngang ngang á thì summon không có giá trị mấy, nó chỉ chơi hợp khi mà anh em chơi từ 2 người đến 4 người chơi góp với nhau á, thì có một bạn chơi summon thì nó sẽ hỗ trợ và gây đam rất là tốt. Và mấy anh em mà chơi dạng như là trời, mấy anh em mà chơi mà dạng như là try hard mà solo á thì mọi người sẽ chơi theo phong cách này, họ sẽ chơi đồ gọi là ví dụ như họ chơi theo cái đường gọi là xạ thủ hoặc là một đường nữa ta gọi là pháp sư, thì họ sẽ như thế này, họ bắn như thế này và trước khi họ tham gia đánh boss hoặc là đánh quái gì đó họ sẽ gọi một cái này, tại vì tài nguyên rất là nhiều anh em, họ sẽ gọi ra một cái con gọi là con rồng hoặc là một cái minion gì đó thì họ sẽ làm hệ phụ sau đó để hỗ trợ đánh, còn tiếp theo là họ sẽ lấy cái vũ khí và súng ống để làm gì, để làm đam chính anh em nhé, cũng như là ví dụ như pháp sư thì họ sẽ làm pháp sư để làm đam chính đó, vừa solo boss rất là ngon, đam to đúng không, sau đó thì họ sẽ dùng thêm summon nữa phụ đam thôi, còn solo một mình thì nó gần như là không thể anh em nhé, gần như là không thể, mình thật lòng luôn 1.4 là không thể, nhưng mà mod thì được, mod mạnh lắm, có nhiều mod nó làm nó búp summon mạnh lắm, có thể solo với summon luôn. Rồi cái đó là về nói liên thuyên lúc đầu ha, bây giờ sẽ hướng dẫn anh em cách gọi là chơi summon thời gian đầu. Nói chung là anh em thích thì anh em phải lên, anh em sẽ chơi thôi, nhưng mình không ép, không phải là phản bác một cái gì của anh em cả anh em ha. Rồi thì mới vô chơi summon á, thông thường thì họ sẽ có những cái vũ khí như sau. Một số bạn game xbet thì họ sẽ cho anh em một cái món vũ khí gọi là từ mình sẽ tắt quá cho đỡ mất thời gian ha. Một số cái vô thì họ sẽ cho anh em một số đồ gọi là cơ bản, thì trong những đồ cơ bản thì nó sẽ cho cái này, mình sẽ trong weapon nhá, rồi bấm summon. Thì thông thường mới vô á thì nó sẽ cho anh em một cái cây gọi là slide tap. Slide tap là gì? Slide thì nó sẽ gọi ra một con slide mini và cái thời gian đầu nó gây đam, nó đánh quái. Thực ra là khá ổn định nha. Summon là cái thời gian đầu nó khỏe lắm. Nó đánh quái đồ á, nó sẽ bảo vệ anh em rất là nhanh. Đặc biệt á là một số con summon á thì nó sẽ đi xuyên qua cái bản đồ. Bây giờ những con quái ở xa nó không sẽ đánh được ha. Thêm một lợi ích nữa, khi anh em chơi mod level thì anh em sẽ farm quái rất là nhanh. Nó sẽ lo cho anh em, ví dụ anh em núp trong nhà nó đi xuyên tường nó vẫn đánh được. Hiện tại nó có thêm một cái summon nữa, đó chính là Abigail của Dostack Together. Con này hiện tại là 6 đam mà rất là mạnh đó. Ok ha.
Mình sẽ mang cái này vô coi sẽ được bao nhiêu đam. 11 đam. Ồ, rất là lực ha. Rồi, summon còn có một dạng nữa, nó là dạng summon nhưng mà summon dạng que. Que là roi. Thì dạng này nó đánh chí mạng rất là cao, tuy nhiên là hạn chế của nó là nó cũng giống như là một cái vũ khí gọi là như là một cây melee vậy. Đó, thì cây này nó dùng để đánh quái tầm xa và cũng như đi dọn quái khá là nhanh. À, thật ra thì có anh em, mình đã thấy anh em, một số anh em đã chơi cái này để solo boss Moonlord rồi. Nên mà có lẽ đây là điều khả thi duy nhất mà Moonlord có thể làm được. Nhưng mà cái cây này thì anh em cần phải đánh cái con boss gọi là Embrace of Light thì mới có được ha. Còn thông thường là những cây nó rất là yếu. Đó. Rồi, hoặc là một cái cây summon khá là hay nhưng mà sau này anh em sẽ có được. Cái summon này thực tế thì nó chỉ là một cây thuộc dạng là về sau thôi, về gọi là last game thôi, gọi như là con boss cuối cùng của game rồi á, Embrace of Light mà phiên bản đánh ban ngày á thì nó sẽ ra cái cây kiếm này. Đó, thì cây kiếm này nó giống như thức kiếm anh hùng vậy đó. Thì nó có nhiệm vụ là nó sẽ gọi ra những cái con cây kiếm và nó sẽ giết anh em hiểu không? Đó, nó sẽ gọi ra kiếm mà nó giết và đam rất là to, kết hợp cùng với lại cái con Stardust này nó bảo kê anh em. Đó. Cây này thì nó thật ra là mình giới thiệu anh em cho vui thôi chứ giá trị của nó là không có đâu. Chỉ như anh em chơi, anh em gọi là tìm nó để gọi là trải nghiệm game. Có nghĩa là tìm nó thôi, tìm ra nó thôi. Tại vì em Red Apply là nó one hit một ngày, nó đánh em một phát là chết. Chỉ one hit tất cả mọi chiêu thức của nó, chỉ one hit là chết. Còn nếu anh em đánh ban đêm thì nó sẽ không rớt cái này. Ok không? Anh em cũng hiểu một phần rồi đúng không? Rồi, một cái đồ summon khá là ổn, ví dụ như là ong. Rồi ong thời gian đầu dứt đến Red Mod. Trong thời gian Red Mod là khá là tốt. Rồi, Sly, Raven là gọi quạ cũng vậy, gọi quạ cũng là một thứ rất khá là tốt. Hoặc là anh em dùng cái này là có thể là mạnh nhất ở Rehmod rồi. Mạnh nhất Rehmod đó chính là những cái con quỷ này. Thì những con quỷ này anh em đánh ở dưới cái Underworld thì nó sẽ ra ha. Thì anh em có thể dùng cái này để solo cái boss gọi là World of Blade được. Và nhớ kết hợp với lại một thứ khác, ví dụ là bom hoặc là súng đạn hoặc là vũ khí. Đó, vũ khí vô đó đánh tầm xa để anh em an toàn hơn. Đó. Rồi, thì sau khi mà anh em đã qua Rehmod á thì nó sẽ có một số đồ rất là ngon. Đầu tiên á là nếu như anh em đánh xong ba con bốt máy thì sẽ có thể gọi được con cái đồ gọi là của con bốt kia, con bốt máy á, con bốt máy ha. Đây, con bốt này, à cái này đây, con bốt máy nè, con bốt máy nè. Một số cái bản game thì nó còn có cả một con bốt mà mấy cái con mắt của con Destroyer á thì mấy bản game nó mod thêm thì mới có, còn không thì nó sẽ chỉ có con này thôi ha. Đó thì ok, cũng mạnh rồi. Nhưng mà còn một con nữa, khi mà anh em đánh xong cái Rantera thì anh em sẽ mua được một bốt đồ khá là ngon ở cùng đồ luôn, đó chính là anh em mua bộ đồ Tiki anh em nhé. Bộ đồ Tiki này thì anh em sẽ mua ở bên rừng. Và sau khi đánh Lantera xong, Lantera có nghĩa là con bốt cây á, thì anh em sẽ mua được đồ Tiki này. Thì bộ đồ Tiki này nó sẽ cho anh em 6 dép, 1 minion này, 2 minion này, 3 minion này, đó, và cộng đam thêm khoảng 10% đam. Sau khi Lantera là bộ đồ này là ngon nhất anh em nhé. Lantera bộ đồ này ngon nhất, thật sự luôn, rất là ngon, không làm gì khác được. Rồi, về sau thì anh em cũng có thể sử dụng cây này trong event. Cây này là của event đánh Martian, đánh quái vật ngoài không gian ha. Đó. Rồi, ví dụ như anh em có thể đánh được con cá mập thì anh em sẽ gọi được lốc xoáy. Thì anh em có thể gọi được 7-8 cái lốc xoáy gì đó, đam khá là to. Nói chung là về cái con cá mập nó cho khá là nhiều đồ ngon. Nhưng mà là một con boss cũng không phải là đơn giản trong cách đánh. Một con tướng của một con cũng khá là khó đấy ha. Đó, thì thôi cũng giới thiệu cho anh em xem để anh em biết thêm. Đó, mình thông thường thì mình hay thấy người ta dùng mấy cái đó. Rồi, còn mấy cái thứ ở đây thì mình không có sử dụng nhiều nên mình không thấy, không có nói được. Nhưng mà có cái này mình cũng hay xài nè. Cái này thì mình sẽ gọi là một đống đàn em. Cái con này là sau khi anh em đánh xong con golem. Cái golem ha. Đó. Rồi hatmod thì anh em chỉ cần sử dụng bộ này là được rồi. Sau qua hatmod chứ, bắt đầu hatmod là anh em sử dụng bộ đồ này. Đó. Thì anh em sẽ gọi ra được nhiều con hơn một chút. Ví dụ như mình gọi thử nha. Con này nè. Đó, được 2 con nè, 2 con hoặc 3 con gì đó, tùy anh em thôi. À, muốn nhiều hơn thì anh em tắt cái này đi. Tại vì khi anh em gọi nhiều quá là anh em gọi từ 2 món đồ là nó sẽ ra được 1 món đồ thôi. Giờ mình gọi nè. Đó, anh em có thể thấy là được một đàn luôn kìa. Được một đàn luôn kìa. Và cái đàn này thì nó đánh được cả ban ngày, nó đánh được cả, nó còn bay lên nó đánh được nha. Đó. Và khi mà gặp boss thì nó sẽ như thế này. Khi gặp boss thì nó sẽ phóng lao vào những cái con quái đó, và 60 mấy đam một lượt thì cũng ok, cũng chấp nhận được. Rồi, tất nhiên về cuối game thì chỉ còn bộ đồ Stardust thôi. Sau khi xong bộ đồ Stardust thì anh em cũng max sức mạnh các kiểu.
tùy lựa chọn của anh em. Ok chưa? Rồi đó là những cái suy nghĩ của mình về cái bản về cái Summoner này. Thì nó cũng chỉ có vậy thôi. Nhưng mà những cái đồ á, những cái đồ liên quan tới cái equipment á thì anh em nên sử dụng đồ cộng dép. Cộng dép cộng đam hoặc là dép đam hoặc là anh em cộng tốc độ di chuyển gì đó thì anh em sẽ giúp anh em tồn tại và sống lâu hơn. Từ cái Summer Amulet này thì anh em có thể kết hợp và nâng cấp lên thành cái Emerald Amulet. Đó, thì Emerald Amulet này để làm gì anh em biết không? Để mình nâng cấp lên thì mình sẽ gây được nhiều đam hơn. Đây. Được nhiều đam hơn. Không, mình chép cái này là sai rồi, cái này ép lên cái này là sai rồi. Chỉ nên ép lên đến cái Emerald thôi nhá. Emerald một tầng thôi là được. Chứ đừng ép lên thành Magic Dam là sai đấy, bậy bạ đấy, nó chỉ bậy đấy. Rồi ba anh em nhé, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé.